Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kiêu xa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, khơi đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cười to, xem phim shopping, cuộc sống luôn còn bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước. Cười khi ta từ tiếng bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó đây, ngày ngàn chia xa lại không thương yêu thương kém. Thứ mong chờ dù tình kia trong vánh, phải tập cho tim mạnh mẽ lên, đừng quá yêu đương sẽ khó quên. Vì mình là duy nhất thôi, bởi chính em cô gái xinh nội loạn. Yến ơi, anh đưa em lên phòng ngủ nha. Kem, ổn đêm mà Kem, ổn đi. Tỉnh lại coi. Trời ơi, chơi cái kiểu gì á? Anh kia, anh là ai? Vào đây làm gì? Em cứ bình tĩnh, anh chỉ là đưa bạn em về phòng thôi mà, làm gì mà dữ vậy? Ai mượn? Hết nhiệm vụ rồi, mời anh về cho. Giờ đi về không? Không được gọi chủ nhà nha. Anh Sơn ơi. Thôi được rồi. À. Ôi ơi. Ủa đâu? Ủa. Mấy người lấy về thì kệ mấy người chứ. Lấy về thì đừng ở đây đi. Tôi phải con cờ đó. Bỏ là bỏ, gặp là gặp. Đồ xấu xa. Bình thường bà ghét lượm thượm lắm mà sao nay kỳ vậy? Trời ơi, phải tùy hoàn cảnh chứ bà. Trong cái hoàn cảnh này á là phải ăn mặc như vậy. Một hồi nó lên gặp bà già á, bà thấy tôi khổ sở bà mới cho tiền. À. Ê, ông khoan. Một hồi nó lên gặp bà á, bà mới nói là tôi khổ sở lắm. Thì bà muốn hiểu, muốn cho tiền tôi. Bà hiểu không? Nhớ nha. À. Tôi nhớ, nói bà đó, nhớ đó. Con tới trễ 15 phút rồi. Con bị kẹt xe buýt. Nếu mẹ nhớ không lầm á, thì mẹ đã cho tiền con mua xe mới rồi mà. Tại sao phải đi xe bus? Xe lỗi mốt, con bán rồi. Con đi cái. Ai đây? Bạn. Dạ, xin chào cô. Con mà cũng có người bạn xinh đẹp lễ phép vậy đó hả? À mà nè, hổm rày á, con Yến nhà cô nó có quậy phá gì không? Dạ, Yến giỏi lắm cô. Mà sắp tới á hả, Yến sắp trở thành diễn viên nổi tiếng rồi cô. Cái gì? Nè, con qua bên kia ngồi chơi chút xíu đi ha. Muốn ăn gì cứ kêu, một xíu nữa cô trả tiền cho. Thank you.
làm cái nghề sướng ca vô loại đó rồi. Tại sao còn cãi lời mẹ? Mẹ bắt đến đi con gái. Ba, sao ba có được nói hả? Lúc này mẹ con tịch thu, bà lén giấu được hai hộp cho con đó. Cảm ơn ba. Nhớ sau này có vẻ bờ gì ra ngoài vẽ, đừng có vẽ trong nhà. Bà la bà mệt lắm. Nhanh, vô nhanh, vô nhanh. Ông làm cái gì vậy? Tôi có làm gì đâu. Cha con ông đang bày trò, ông định phá hỏng tiền đồ con nhỏ hả? Con nó muốn học vẽ, em bắt nó học luật, em mới chính là người phá hỏng tiền đồ của con á. Cái gì? Em là người phá hỏng tiền đồ của con hả? Chẳng phải em muốn cho con sau này nó thành tài, nó sẽ làm kiếm được tiền nhiều hơn cái nghề viên chức quèn của ba nó. Không có em cái nhà này nó phá sản lâu rồi. Em không được đem cái công việc của anh ra chì chiết ở đây nha. Có con cái nè. Ủa, em nói vậy không đúng hay sao? Mà thôi đi, cha con tôi đã chịu đựng bà quá lâu rồi. Kim này, từ nay con muốn làm gì thì con cứ làm. Ai cho phép? Tôi cho phép. Tôi với bà ly dị đi, tôi mệt mỏi quá rồi. Ông nói cái gì? Ông tưởng tôi không dám hả? Ông muốn ly dị thì ly dị chứ gì. Nè, mẹ con giận nói vậy thôi. Con khóc hả Kim? Tại sao lúc nào á người lớn họ cũng muốn làm theo ý của họ? Họ có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tụi mình không? Đó là lúc hai chúng tôi nhận ra ai cũng phải chịu những tổn thương sâu sắc ẩn sau bề ngoài đẹp đẽ. Và thời gian chỉ có thể làm nguôi ngoai, chứ không bao giờ khiến chúng đi vào quên lãng. Thôi, nín. Mấy cái chuyện cỏn con như vậy không có đáng để khóc đâu. Bà nói đúng. Chúng ta là những người trẻ, nên tìm cách vượt qua những việc này. Và cách nào? Đó chính là mua sắm thả ga để ba đứa buồn. Chính xác. Ê, cái này cũng được luôn. Hợp tôi luôn nè. Ê, cái hàng này hả? Được không? Ok ha. Đồ quá trời luôn. Giá bê thì cũng hợp với bà đâu rồi bà Yến. Đó, bà. Là cái này. Cái này luôn. Cái này được học mùa hè nè. Mùa học tôi thích. Đi ba. Trời ơi, đang mùa sale quá trời đồ đẹp luôn bà. Ê, bà có biết cái âm thanh nào mà cuộc đời tôi thích nhất không? Thanh gì? Nó là tiếng quẹt thẻ tin tin không giới hạn. Alo. Tại sao cái thẻ của mẹ đưa cho con mới đây mà con tiêu gần hết tiền vậy hả? Thì con dọn ra sống riêng á, cũng có rất là nhiều thứ cần phải mua sắm mà mẹ. Giờ mà cái chuyện này mẹ cũng ép con á, thì con trả lại thẻ cho mẹ luôn. Con sẽ tự lập tự kiếm tiền, có sống khổ sống cực như thế nào á, con không cần mẹ quan tâm luôn. Cái gì vậy? Có sao không? Không sao cả, mặc kệ. Mua sắm thả ga, phải pha đổi buồn. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó đây, ngày ngần chia xa lại không thấy.